Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Em Việt, cháu Việt đang ở trên đường Lạc Long Quân. Wow, hôm nay đi qua đây mà rực rỡ một màu đỏ thắm quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thấy có đẹp không? Không khí Tết tràn ngập phố phường đường Lạc Long Quân rồi. Em Việt, cháu Việt gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những cây mà chỉ có vua ngày xưa mới được chơi quý vị và các bạn. Bây giờ thì người dân thủ đô Hà Nội đã được chơi rồi. Giá lại còn yêu nhất mùa xuân quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn chắc chắn nếu mà hay xem kênh của em Việt, cháu Việt thì chắc chắn sẽ biết cây này là cây gì rồi. Siêu nụ, siêu hoa quý vị và các bạn. Có một màu đặc trưng, một màu đỏ rực rỡ. Và giá rất yêu quý vị và các bạn. Giá 1 triệu một cây. Wow, 1 triệu có thể chơi được cây vua chơi ngày xưa rồi quý vị và các bạn. Đấy, quý vị và các bạn thấy đó là đào gì? Em Việt, cháu Việt sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những cây đào thất thốn đang khoe sắc xuân rồi. Cây đào thất thốn có nguồn gốc từ Sapa quý vị và các bạn. Rất khỏe, không như mấy cây đào thất thốn ở trong Điều Hòa Hà Nội. Nghe, nhìn nó nhợt nhạt và nhìn nó yếu lắm quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn mà chơi đào thất thốn thì hãy ra đường Lạc Long Quân. Ở đây là địa chỉ, ở đây địa chỉ bao nhiêu anh nhỉ? 691 Lạc Long Quân quý vị và các bạn. Những cây đào thất thốn phải nói là ngất ngây, khỏe, chịu sương chịu gió, cho ra những bông hoa quý vị và các bạn thấy một màu đỏ thắm. Đấy quý vị và các bạn, chơi đào thất thốn mà chơi đào thất thốn ở trong Điều Hòa thì em Việt, cháu Việt không gửi tới quý vị và các bạn. Đấy, chơi cây nó phải như thế này. Những bông hoa đào thất thốn đang rực rỡ. Đấy quý vị và các bạn thấy, nhìn cây cảm giác rất sung sức. Mặc cho gió, mặc cho thời tiết, mặc cho không khí lạnh có tràn về thì cây đào thất thốn cũng cho ra những bông hoa nở rất đẹp quý vị và các bạn. Ngày xưa phải nói là rất hiếm, chỉ có vua mới được chơi, như nay thì đầy phố phường Hà Nội rồi quý vị và các bạn. Giá cả thì năm nay rất dễ chịu. Chị có vừa giới thiệu với em Việt, cháu Việt, giá tầm khoảng 1 triệu tới hơn 20 triệu quý vị và các bạn. Những bông hoa đào thất thốn quý vị và các bạn thấy đang rực rỡ khoe sắc xuân rồi. Nụ nhiều, nọc cũng nhiều quý vị và các bạn. Tại vì là năm nay thì chị có làm một số cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh để cho quý vị và các bạn dễ tiếp cận. Đây quý vị và các bạn thấy không? Nhìn rực rỡ, một bầu trời Lạc Long Quân rồi quý vị và các bạn. Rất đẹp. Nụ thì to, hoa thì nhiều, quý vị và các bạn thấy từng chùm một. Nhìn rất đã mắt quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt, cháu Việt hãy tặng em Việt, cháu Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh để xem nhiều clip về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Đấy quý vị và các bạn thấy một màu đỏ nhung rất đẹp quý vị và các bạn. Không lẫn vào đâu được quý vị và các bạn thấy những bông hoa đào thất thốn thì có một nét đẹp nhìn mê quý vị và các bạn. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì người thủ đô Hà Nội có rất nhiều sự lựa chọn để chơi trong mùa xuân mới quý vị và các bạn. Ngoài quất, ngoài đào, còn có đào cho vua chơi ngày xưa, rồi có cả lan trần mộng. Ở đây là một số cây
Đào thất thốn phải nói là rất già quý vị và các bạn. Nói là siêu nụ, siêu hoa, siêu nọc quý vị và các bạn. Nhìn phải nói là thích mắt luôn. Em Việt xấu Việt ở đây thì ở đây cây này lại còn có cả quả nữa quý vị và các bạn. Đúng là các chị khéo chọc. Giá mà lại dễ chơi quý vị và các bạn. Chút nữa em Việt cho Việt sẽ xin số điện thoại để gửi tới quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn có chọn cây nào thì liên hệ với chị. Đây những gốc thất thốn nhỏ nhỏ 2 triệu quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn về chơi được luôn. Cây này em Việt cho Việt vừa hỏi nhanh chị thì chị bảo là 2 triệu. Không biết quý cô chú chị và các bạn nhìn thế nào chứ em Việt cháu Việt nhìn là mê rồi. Và mùa xuân này quý cô chú chị và các bạn cũng tặng em Việt cháu Việt góc bánh chưng bằng cách quý vị và các bạn xem cho em nhìn hơn 10 giây quảng cáo. Cảm ơn quý cô chú chị và các bạn rất nhiều. Những hình ảnh đẹp nhất mùa xuân quý vị và các bạn. Mặc cho thời tiết có lạnh, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội bây giờ rơi vào khoảng 12 độ C. Em Việt cháu Việt đang ở đội mũ áo khoác. Đây, các anh bán đào cũng phải đội mũ quý vị và các bạn. Đây, rét buốt nhưng mà những bông hoa đào thất thốn đang rực rỡ khoe sắc rồi. Không khí Tết chuẩn bị về tới mọi nhà rồi. Trên đường Lạc Long Quân thì luôn rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Vâng, quý cô chú chị và các bạn xem được những hình ảnh 4K đẹp long lanh nhất mùa xuân thì hãy chia sẻ clip giúp em Việt cho Việt ạ. Rất nhiều nụ quý vị và các bạn đây. Từng chùm nụ. Từng chùm hoa. Quý vị và các bạn tới đây thì chỉ có ngất ngây. Gốc đào này già quý vị và các bạn. Đào thất thốn này em Việt cháu Việt thấy có nhiều năm tuổi rồi. Đây, một cây đáng yêu nhất thì đã có khách thuê rồi. Giá trị cho thuê 3 triệu. Em Việt cháu Việt nhìn một cái là mê ngay. Những cây này thì khoảng hơn 10 ngày nữa thì nở là đón Tết rất đẹp. Quý vị và các bạn để bên cạnh sofa thì càng ngắm càng thấy đáng yêu. Lạnh quá mà cái máy của em Việt cháu Việt bắt nét cũng chậm hơn. Chạm mãi đâu với nét được. Quý cô chú chị và các bạn thông cảm. Gốc thì to quý vị và các bạn. Gốc có đường kính chỗ này em Việt cháu Việt thấy phải 10 cm. Cao tầm khoảng 30 cm quý vị và các bạn. À, cao khoảng 38-39 cm. Quay góc rộng cho quý vị và các bạn xem cho sướng mắt. Ở đây có bông đào thất thốn to quý vị và các bạn. Đây, quý vị và các bạn thấy gần bằng ba đầu ngón tay của em Việt cháu Việt. Nói là siêu nụ quý vị và các bạn.
Riêng đào thất thốn trồng ở trên Sapa thì có một màu tươi quý vị và các bạn, mà nó căng sức sống hơn là đào ở trong điều hòa. Đào ở trong điều hòa thì em Việt cháu Việt thấy nhìn chán lắm. À, cây này em Việt cháu Việt giới thiệu thêm là cây này là từ hạt nhé quý vị và các bạn, trồng từ hạt. Rất khéo nhà vườn cho ra những cây ở đây. À đây là địa chỉ nhà vườn đúng không chị? Đây quý vị và các bạn có sở hữu những cây đào thất thốn hãy liên hệ với chị. Đấy quý vị và các bạn chụp màn hình vào, có gì liên hệ với chị để chọn cho mình những cây đào thất thốn về chơi xuân Giáp Thìn quý vị và các bạn. Gốc đào thất thốn thì như quý vị và các bạn thấy cảm giác rất là già, gốc thì sân sùi quý vị và các bạn, như kiểu sống ở trong lạnh, thời tiết khắc nghiệt, đôi khi là phải thêm những lớp da này để bảo vệ cho cơ thể. Rất nhiều hoa, nhiều nụ. Wow, bông này to quá quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn ngắm bông hoa đào thất thốn đang khoe sắc xuân rồi. Cây này mới có một bông báo. Đây, đây là ba đầu ngón tay của em Việt cháu Việt. To như ba đầu ngón tay luôn quý vị và các bạn. Nhìn đã mắt. Và đây là một số cây nhỏ nhỏ như em Việt cháu Việt nói, chị chào giá là hơn 1 triệu tới 2 triệu quý vị và các bạn. Rất đẹp. Mỗi cây một kiểu, mỗi cây một thế, một dáng khác nhau. Cây này nhìn như củi khô quý vị và các bạn, nhưng mà sức sống dẻo dai, cho ra rất nhiều nụ. Cây này thì em Việt cháu Việt thấy còn một nửa thân thôi, vẫn giống sống dài sống khỏe quý vị và các bạn. Thế này rất độc, cây này có thấy long đấy quý vị và các bạn, thấy đường cong uốn lượn rất mềm mại. Bác đi qua đây cũng phải nán lại, chiêm ngưỡng những bông đào vui chơi ngày xưa. Cây này cũng có thấy long quý vị và các bạn. Năm nay năm rồng quý vị và các bạn chơi thế này thì
cả năm tài lộc như ý. Ở đây bông bao cũng đẹp. Đào thất thốn không lẫn vào đâu được quý vị và các bạn, có một nét rất riêng. Màu đỏ nhung quý vị và các bạn thấy, nhung mà nhung nhạt, không phải nhung quá đậm. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt cho Việt chiêm ngưỡng. Đây là những cây vua chơi ngày xưa, bây giờ người dân thủ đô Hà Nội đã có cơ hội để sở hữu rồi. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một mùa xuân tràn đầy niềm vui và một mùa xuân dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt cho Việt.